Hôm nay chúng ta sẽ vào buổi đầu tiên của cái chương trình Photoshop. Và đây là một cái chương trình chuyên để chỉnh sửa ảnh. Photoshop thì nó có thể làm nhiều việc, chỉnh sửa ảnh, cho thiết kế in ấn, cho làm quảng cáo, cho studio ảnh, rồi thiết kế web, rồi làm kỹ xảo cho phim, rồi có thể sử dụng Photoshop như là một cái chương trình hỗ trợ để có thể là tương tác tiếp tục ở trong một số chương trình khác, ví dụ như là 3D chẳng hạn, thì Photoshop nó sẽ là một cái chương trình để chuyên làm hậu kỳ, chỉnh sửa về ánh sáng, về vật liệu, thêm bớt các cái đối tượng như là cây cối, xe cộ, môi trường và chẳng hạn. Ngoài cái thiết kế giao diện cho website thì nó cũng là một cái chương trình để thiết kế giao diện cho các cái app chạy trên nền tảng di động. Rồi gần đây thì nó có thể sử dụng như là một cái chương trình để thiết kế theo cái cách là digital painting, chúng ta gọi là digital painting, tức là vẽ ở trên máy tính, hoặc là chúng ta có thêm một cái khái niệm nữa là cái concept art, tạo những cái ý tưởng, tạo những cái phác thảo ban đầu cho các cái công việc, ví dụ như là game này, rồi thì phim ảnh này, vân vân. Đấy thì công việc của nó thì rất là rộng. Tuy nhiên là các cái công cụ hoặc các lệnh thì nó cũng sẽ dùng giống nhau thôi. Cách áp dụng tư duy làm việc thì có thể vào từng cái công việc cụ thể một thì nó sẽ có những cái điểm khác biệt. Thế nhưng mà về nguyên lý vận hành, rồi cách sử dụng công cụ, rồi các lệnh cơ bản thì là nó sẽ, chúng ta cần phải nắm được cái gì đó thật là chuẩn chu để khi mà chúng ta vào bất cứ một cái việc gì thì chúng ta có một cái nền tảng thật là tốt để chúng ta có thể là dễ dàng làm việc, dễ dàng biến báo. Thế đầu tiên thì chúng ta sẽ làm quen về giao diện. Thì hiện tại đây là chúng ta đang sử dụng cái phiên bản là Photoshop mới nhất, là Photoshop CC 2015. Đầu tiên thì chúng ta sẽ làm quen với cái thanh menu. Menu này thì là nơi mà chúng ta sẽ gọi các cái lệnh rất là chi tiết trong cái quá trình mà chúng ta thiết kế, hoặc là chúng ta thiết lập các cái môi trường làm việc, vân vân. Thì chúng ta sẽ làm việc ở trong cái menu window này, cái thanh menu này. Kế tiếp thì chúng ta sẽ có một thanh được gọi là thanh option. Thanh này là một cái thanh tùy biến rất là cao. Nó không có một cái diện mạo cố định, mà nó tùy thuộc vào cái việc mà chúng ta đang làm cái gì, chúng ta đang chọn công cụ gì, thì nó sẽ có cái sự biến đổi phù hợp với lại cái công cụ chúng ta đang chọn, hoặc đối tượng chúng ta đang chọn, hoặc cái thao tác chúng ta đang làm. Ví dụ như chúng ta đang ở cái công cụ Move này thì nó sẽ cho chúng ta một vài cái hỗ trợ như thế này. Nhưng khi tôi chuyển sang một cái công cụ khác, ví dụ như là nhóm Masky để lựa chọn, hoặc là công cụ Clone Stamp, hoặc là công cụ Gradient, thì mỗi một công cụ khi chúng ta chọn thì các bạn lại nhận thấy là trên thanh option này nó lại đưa ra những cái hỗ trợ khác phù hợp với lại công cụ mà chúng ta đang chọn. Ở phía cuối của cái thanh option này thì chúng ta có một cái danh sách sổ ra. Ở trong này thì có tương đối nhiều các cái tùy chọn. Thì như ban đầu tôi đã trao đổi với các bạn là Photoshop nó là một cái chương trình nó rất là đa năng, có thể làm rất nhiều việc khác nhau. Do đó là mỗi một công việc thì nó lại có một số công cụ hoặc là một số các cái panel hay được sử dụng đấy, hơn trong các công việc khác. Do đó nếu như mà chúng ta làm việc cụ thể trong một cái yêu cầu nào đó thì chúng ta nên chọn một cái môi trường làm việc cho nó phù hợp hơn, nó hỗ trợ tốt hơn cho công việc đó. Ví dụ như các bạn nhìn thấy ở đây là chúng ta có một số các cái thiết lập chuẩn của Photoshop này. Ở đây chúng ta thấy có Essential này, 3D này, Graphic và Web này.
motion này, painting này, photography, vân vân. Thì ở đây chúng ta có một số các cái môi trường, và mỗi môi trường này thì nó lại có một cái sự sắp xếp về các panel hỗ trợ cho công việc đó. Ví dụ như chúng ta đang để ở chế độ Essential. Chế độ này là một chế độ mang tính là nó tương đối là tổng hợp. Nó hỗ trợ một cách chung chung cho rất là nhiều các công việc khác nhau. Đấy, thì làm việc gì cũng có thể để ở cái giao diện này, tại vì nó hỗ trợ một cách tương đối cho các công việc khác nhau. Đấy, nhưng mà ví dụ như chúng ta để ở chế độ 3D thì nó lại cho chúng ta một số các cái giao diện làm việc khác. Đó. Hệ thống panel ở phía bên tay phải này thì các bạn thấy là nó thay đổi này, phù hợp với lại những cái gì mà dính dáng tới làm việc với lại các đối tượng 3D ở trong môi trường Photoshop. Graphic và web thì chúng ta lại có một cách thể hiện khác. Đó. Motion làm về ảnh nhưng mà dính dáng tới chuyển động, tức là chúng ta có thể là xuất dạng GIF hoặc làm những đoạn phim ngắn, lắp ghép để làm tạo ra các phim ngắn ở trên Photoshop chẳng hạn, thì nó lại có một cái giao diện khác. Painting, cái này là vẽ. Đó. Digital painting hoặc là concept art thì chúng ta sẽ lại thấy nó hỗ trợ nhiều hơn ở các công cụ như là các bút vẽ, bảng màu, vân vân. Đấy, photography thì cái này đặc biệt dành cho nhiếp ảnh. Đấy, thì các bạn thấy là mỗi một cái chế độ làm việc thì nó lại hỗ trợ chúng ta một cách khác, bằng cách là đưa ra những cái panel mà nó phổ dụng nhất trong cái công việc đó. Tuy nhiên có đây là những cái thứ mà nó mang tính gọi là khái quát. Thế còn nếu như mà chúng ta làm việc ở trong cái ngành nào đó, chúng ta có những cái nhu cầu riêng biệt thì chúng ta cũng có thể tạo ra được những cái cách thức trình bày làm sao cho phù hợp nhất với công việc mà chúng ta quen làm. Thì để làm cái việc đó thì các bạn có thể là chọn cái lệnh là New Workspace. Sau đó thì các bạn tạo ra những cái panel mà các bạn hay sử dụng. Thế để gọi nó thì thường là chúng ta sẽ vào trong Windows và các bạn sẽ tìm thấy toàn bộ những cái panel mà cả chúng ta có thể bật hay tắt, nó nằm ở trong danh sách này. Các bạn gọi nó ra bằng cách là bấm vào cái tên của panel trong đó, thì nó sẽ mở ra. Và sau khi mà chúng ta mở đủ hết tất cả các panel mà chúng ta hay sử dụng trong cái quá trình làm việc thì chúng ta có thể chọn cái chế độ là New Workspace. Sau khi mà chúng ta mở ra thì nó sẽ mở ra một cái hộp thoại như thế này, và chúng ta có thể đặt tên cái môi trường làm việc riêng của mình. Đấy, và khi mà chúng ta làm việc thì chúng ta sẽ thay vì sử dụng các cái môi trường làm việc được Photoshop cung cấp sẵn thì chúng ta sẽ sổ danh sách ra và chúng ta chọn cái chế độ làm việc quen thuộc của chúng ta. Ở đây thì nó hỗ trợ cho chúng ta thêm một số cái thứ, ví dụ như là keyboard shortcut, menu, toolbar. Cái này nó cũng hỗ trợ ở cái mức độ là gì đấy, chúng ta làm việc ở trên máy của chúng ta thì cũng không thành vấn đề, nhưng mà nếu làm việc chung ở công ty chẳng hạn, đấy, nhiều người, nhiều ca có thể làm việc khác nhau, mỗi người có một thói quen làm việc hay sử dụng công cụ nọ hay sử dụng công cụ kia, giao diện thiết lập như thế này, hoặc là một số người còn thiết lập thêm các phím tắt theo cái sở thích làm việc của riêng, thì chúng ta cũng có thể là ghi chú lại tất cả những cái này. Và khi mà chúng ta thiết lập xong thì cứ đến phiên chúng ta làm việc, chúng ta gọi cái phiên bản giao diện của chúng ta ra thì tất cả những cái gì mà chúng ta đã thiết lập riêng cho cái chế độ này nó sẽ được tải lên theo, chúng ta không cần phải thiết lập lại hay là làm thế nào nữa. Sau khi lưu thì nó sẽ có một cái như thế này. Đây, ví dụ đây là cái chế độ của riêng tôi chẳng hạn, thì tôi bấm vào đây thì nó sẽ lại hiển thị theo cái cách làm việc của tôi, có nghĩa là giấu đi những thứ mà tôi không cần, tại vì là người làm việc mà quen rồi, lâu rồi thì mọi thứ đều gần như là sẽ gọi nó bằng phím tắt. Đấy, ví dụ như thế thì tôi sẽ giấu hết tất cả mọi thứ đi để cho nó rộng rãi cái môi trường làm việc. Còn các bạn chưa quen thì tốt nhất là các bạn nên để ở chế độ Essential. Tuy nhiên là ở một vài cái chế độ mới thì nó được bổ sung thêm. Thì gần đây thì các bạn sẽ thấy là có thêm một cái chế độ nó gọi là chế độ Start. Cái này là các phiên bản mà
cập nhật mới của CC 2015 thì nó đưa ra thêm một cái chế độ gọi là chế độ Start. Thì chế độ Start này thì nó cung cấp cho chúng ta một giao diện làm việc theo cái cách mà các bạn đang nhìn thấy đây. Nó sẽ cung cấp cho chúng ta một số các cái tên tuổi của những cái file, những cái tài liệu mà chúng ta làm cần nhất. Đấy, để cho chúng ta có thể gọi lại các tài liệu mà đang làm việc dở một cách nhanh nhất mà không cần phải truy sâu vào trong cái các cái menu, các folder ở phía trong. Ngoài ra thì cung cấp cho chúng ta new và để chúng ta tạo một file làm việc mới, open là để truy cập vào các folder và các cái ổ đĩa để chúng ta tìm các cái tài liệu ở trong đó. Chúng ta cũng có thể là sắp đặt rất là nhiều cách, đúng không? Với cái kiểu gọi là danh sách theo list như thế này, hoặc là theo cái thumbnail để cho chúng ta có thể quan sát được là chúng ta đang tìm kiếm một cái tài liệu nào. Cái tên thì nó chỉ cho tên như thế này thôi. Rồi thì thời gian mở cách bao nhiêu lâu, kích thước file như thế nào. Thế còn thumbnail như thế này thì giúp cho chúng ta có thể là quan sát rất là nhanh có đúng là cái tài liệu mà chúng ta cần hay không. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ làm quen với lại Photoshop ở cái giao diện là giao diện là Essential. Nó là một cái giao diện mà rất là cơ bản. Thế thì ở phía bên tay trái của giao diện này thì chúng ta có cái hộp công cụ. Hộp công cụ là nơi chứa toàn bộ các công cụ mà chúng ta sẽ sử dụng trong quá trình làm việc. Rồi nó cung cấp cho chúng ta thêm các cái thiết lập về màu sắc. Trong đó thì chúng ta có một thứ gọi là màu tiền cảnh, một thứ gọi là màu hậu cảnh. Rồi chế độ Quick Max và cái chế độ hiển thị. Ở đây chúng ta sẽ có 3 chế độ hiển thị cho nó phù hợp với lại nhu cầu làm việc. Cái hộp công cụ này thì nó có thể là bài trí theo kiểu hai cột như thế này hoặc là một cột. Một cột thì nó trải dài từ trên xuống dưới như thế này, tiết kiệm được một chút cái không gian làm việc. Tuy nhiên cái thao tác mà chúng ta chọn các công cụ nếu mà chưa quen sử dụng phím tắt ấy, thì cách này nó hơi mất thì giờ, tại vì chúng ta phải di chuột rất là nhiều chúng ta mới chọn được công cụ. Thế còn nếu mà chúng ta bấm mũi tên, chúng ta chuyển nó sang chế độ hai cột như thế này thì nó chiếm nhiều diện tích hơn. Tuy nhiên là cái thao tác lựa chọn bằng chuột nó sẽ nhanh gọn hơn, tại vì các công cụ nó tập trung hết ở phía trên thì chúng ta không phải di chuột sâu xuống nữa. Về hệ thống panel thì như các bạn vừa mới thấy, vừa nãy tôi đã giới thiệu, thì nó cũng có thể có cái khả năng là thu lại hoặc là mở rộng ra. Chúng ta có thể mở rộng toàn bộ cái hệ thống panel hiện có bằng cách là bấm mũi tên ở đây, nó sẽ mở rộng ra như thế này, hoặc chúng ta thu gọn lại. Và nếu như chúng ta bấm vào một biểu tượng ở trên panel thì cái panel đó sẽ được mở ra, chỉ riêng panel đó thôi, còn các panel khác thì nó vẫn là thu gọn. Thường thường thì Photoshop sẽ sắp xếp các panel này theo một nhóm. Những cái panel nào mà nó có cùng cái tính năng hoặc là cùng cái nhóm thao tác mà hay phải sử dụng thì thường là nó sẽ được xếp vào cùng nhau thành một nhóm. Ví dụ như là layer thì thường đi với path và channel chẳng hạn. Và khi nó mở ra như thế này thì cái panel nào đang được kích hoạt thì nó sẽ nổi lên phía trên. Tuy nhiên là chúng ta có thể chuyển rất là nhanh bằng cách là bấm vào cái thẻ tên của cái panel đó và giúp cho cái panel này nó được kích hoạt lên. Chúng ta cũng có thể là kéo rời một cái panel ra ngoài như thế này bằng cách là bấm vào cái thẻ tên của nó và kéo ra ngoài. Lúc này thì nó sẽ trở thành một cái panel trôi nổi và các bạn có thể là nhấp đúp thu gọn nó lại thế này, nhấp mũi tên để thu lại thành một biểu tượng con, bấm vào đây thì nó lại mở rộng ra. Và nếu mà các bạn muốn thì các bạn cũng có thể có quyền là ghép chúng nó vào với nhau. Ví dụ rất là đơn giản, tôi bấm vào đây tôi kéo và tôi thả vào trong cái nhóm nào đấy mà tôi muốn. Khi mà chúng ta thả vào, đến lúc mà các bạn nhìn thấy là có một cái dấu hiệu màu xanh. Đây các bạn nhìn kỹ lại này. Đây, tôi đưa vào đây. Nếu mà màu xanh dài như thế này thì nó sẽ thành một cái thanh mới. Đấy. Còn nếu mà chúng ta ghép nó vào trong một cái hệ thống, trong một nhóm, thì đây, kéo hẳn sâu vào trong này. Khi nào xuất hiện cái vệt màu xanh ở trong cái nhóm đó thì là nó sẽ được gắn vào trong nhóm. Thế thì đến đây thì chúng ta đã làm quen được cái giao diện và chúng ta sẽ
làm việc với lại một số các cái khái niệm tương đối là cơ bản như sau. Photoshop thì nó có hai cái cách làm việc mà chúng ta cũng cần phải hiểu một chút. Đó là cái tính chất của công việc, một là editing và hai là creating. Nếu mà editing thì là ở cái dạng là chúng ta mở một cái ảnh hoặc nhiều cái ảnh hiện có ở trong máy, sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng các công cụ và các lệnh để làm sao chúng ta lựa chọn các cái vùng điểm ảnh, các chi tiết ở ảnh, sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành là chỉnh sửa, cắt ghép, rồi tô màu vân vân để tạo thành một cái sản phẩm mới. Thì cái đó nó mang tính chất là editing, có nghĩa là chỉnh sửa hiệu chỉnh trên một cái ảnh đã có. Thế còn trong một vài các cái công việc khác thì ví dụ như là thiết kế giao diện website này, hay là giao diện cho mobile này, hoặc là digital painting chẳng hạn, thì thường thường là chúng ta sẽ sáng tác làm mới từ đầu, tức là từ một tài liệu trắng tinh không có gì, chúng ta sẽ làm ra, sáng tạo ra những cái giao diện website, hoặc là vẽ ra các bức tranh, hoặc là bên digital art chẳng hạn, thì chúng ta sẽ vẽ ra các phác thảo, các ý tưởng cho các cái bộ phim hoặc là game, các nhân vật gì đó. Thì đấy là nó lại theo một cái cách khác là creating, có nghĩa là nó sẽ sáng tạo từ đầu. Thế thì để sáng tạo từ đầu thì chúng ta sẽ chọn như sau: vào new, vào file new, hoặc là các bạn sử dụng phím tắt thì sẽ là Ctrl N. Lúc này thì chúng ta sẽ có một cái hộp thoại mở ra. Trường đầu tiên là name, thì để giúp các bạn có thể đặt tên để dễ quản lý, dễ hình dung ra cái công việc mà mình sẽ làm. Document thì ở đây các bạn sẽ sổ danh sách ra. Ở đây thì chúng ta có rất là nhiều các cái tùy chọn khác nhau, tùy vào cái công việc, tùy vào cái mục tiêu mà các bạn sẽ có những cái tùy chọn. Ví dụ như là các bạn thấy ở đây chúng ta có default Photoshop size này, US paper này, international paper này, photo này, web này, mobile and design này, phim và video này, iconography này, art và illustration, artboard, custom. Đấy là các danh sách mà nó cung cấp cho chúng ta. Ví dụ như là tôi nhập vào web chẳng hạn, thì các bạn sẽ thấy là nó lại cung cấp tiếp theo ở phía dưới này là có một loạt các cái chế độ khác nhau. Ví dụ như là chúng ta mở danh sách ra, chúng ta sẽ có những cái chế độ, ví dụ như là 1366 x 768, 1920 x với 1080, 1440 x với 900. Đấy là các cái những cái kích thước mặc định cho những cái giao diện web rộng hẹp khác nhau. Đấy. Rồi thì làm việc trên MacBook Pro 13 này, MacBook Pro 15 này, iMac 27 inch này, vân vân, thì nó sẽ cung cấp cho chúng ta những cái chế độ mà làm sao cho phù hợp với lại cái môi trường mà chúng ta muốn làm. Thế và cung cấp thêm một cái chi tiết hơn mỗi một cái tài liệu này. Đây, nó diễn giải cụ thể luôn ở dưới này là dài bao nhiêu, rộng bao nhiêu, độ phân giải như thế nào, nền màu như thế nào, vân vân. Nếu mà chúng ta làm ở chế độ là mobile and app thì nó lại cung cấp cho chúng ta ví dụ như là làm trên iPhone 6 thì thế nào, làm iPhone 6 Plus, nhà iPad Pro như thế nào, rồi iPad Mini như thế nào, rồi Apple Watch như thế nào, vân vân. Thì các bạn sẽ thấy nó cũng cung cấp sẵn cho chúng ta những cái list về kích thước chuẩn luôn với các cái thiết kế đó. Đấy, thế thì tùy thuộc vào công việc mà các bạn hãy chọn lấy một cái lấy một cái kiểu làm việc, thì nó sẽ cung cấp sẵn cho các bạn một số các cái tùy chọn về kích thước và môi trường làm việc luôn. Thế còn nếu như mà chúng ta làm theo một cái yêu cầu mà nó không có trong danh sách thì chúng ta cứ nhập trực tiếp vào trong cái trường này, dài bao nhiêu, rộng bao nhiêu, độ phân giải như thế nào, thì nó sẽ để ở đây là chế độ custom. Thế thì ở đây các bạn nhìn thấy là hai trường dài rộng này thì tương đối là dễ hiểu rồi, dài bao nhiêu, rộng bao nhiêu cho cái tài liệu. Tuy nhiên ở đây thì có rất là nhiều đơn vị đo. Đấy, chúng ta sẽ thấy ở đây là pixel này, inch này, cm, mm này, point, pica, vân vân. Thì đấy là những cái đơn vị đo khác nhau, tùy thuộc vào cái công việc của chúng ta mà chúng ta thiết lập một cái đơn vị đo cho nó phù hợp. Tuy nhiên là nếu mà đơn vị đo gốc nhất và chuẩn nhất của Photoshop
thì chúng ta sẽ để nó ở chế độ là PCL. Chút nữa chúng ta cũng sẽ giới thiệu với nhau PCL nó là cái gì. Còn một trường nữa mà cũng cần phải để ý, đó là cái trường resolution, hay chúng ta gọi nó là độ phân giải. Thì độ phân giải nó sẽ tính bằng cái đơn vị mặc định là pixel trên inch, tức là điểm ảnh ở trên một đơn vị chiều dài được tính là 1 inch. Con số này thì nó sẽ dao động tùy thuộc vào cái mục tiêu các bạn định thiết kế để làm cái gì. Mỗi một công việc nó sẽ có những đòi hỏi về kỹ thuật, vấn đề kỹ thuật khác nhau. Và cái độ phân giải này nó cũng là một yếu tố mà chúng ta cần phải tuân thủ cho nó đúng. Ví dụ tất cả những cái gì mà các bạn thiết kế làm việc ở trên web chẳng hạn, hoặc là xem xét ở trên màn hình, thì hoàn toàn các bạn chỉ cần là để chung nó ở cái mức độ là 72 pixel trên inch. Nếu mà các bạn làm được trên Mac thì nó sẽ là 90 đấy, còn PC là 72. Thế còn nếu như các bạn làm việc là để in ấn, mà in ấn ở đây thì tôi cũng nhắc lại là in ấn với chất lượng cao ở trên cái hệ máy offset, máy in công nghiệp, thì chúng ta sẽ phải để nó ở chế độ là 300 pixel trên inch. Phần color mode cũng là một cái yếu tố mà chúng ta cũng cần phải lưu ý. Danh sách ở đây thì chúng ta thấy có một số thứ: bitmap, grayscale, RGB, CMYK, lab color. Những cái này thì nó cũng phụ thuộc rất là nhiều vào cái mục tiêu của các bạn là làm cái gì. Đấy. Nếu như mà các bạn làm việc thì thường là chúng ta sẽ lưu ý tới hai cái mà mang tính phổ dụng nhất, đó là hai chế độ là RGB color và CMYK color. Một cái RGB thì nó dành cho gần như tất tần tật các cái việc gì mà trình diễn trên web hoặc trên màn hình thì chúng ta có thể để ở chế độ RGB này. Thế còn in ấn như chúng ta vừa mới nói về in công nghiệp, in offset, in 4 màu thì chúng ta sẽ phải để ở chế độ CMYK. Thế còn lab này thì chủ yếu là dành cho dân chơi ảnh, chỉnh sửa ảnh thì họ có thể là để ở chế độ lab. Grayscale thì nó có thể áp dụng trong tất cả mọi các chế độ ảnh xám này, các bạn làm cái gì cũng được, nó đều được chấp nhận cả. Bitmap là một cái trường hợp tương đối đặc biệt, thì có lẽ là sau này tôi sẽ giới thiệu sau một chút. Đấy, và còn cái trường tiếp theo nữa là background content, thì chúng ta sẽ có cái màu của cái trang tài liệu. Khi mà mở ra thì chúng ta muốn nó có màu gì, mặc định thì nó để sẵn cho chúng ta ở màu trắng, tại vì tài liệu mới. Đấy, và chúng ta sẽ có một cái nền trắng tinh và chúng ta sẽ bắt đầu thiết kế ở trên đó. Thế còn nếu các bạn thích thì các bạn có thể chọn background color. Background color chính là cái ô màu hiện có ở đây, ô nằm dưới này, nó có màu gì thì cái màu sẽ được thiết lập ở trong cái tài liệu mới, nó sẽ theo cái màu của ô này. Transparent là một tài liệu mới nhưng trong suốt, không có màu mè, không có gì cả. Azure là các chế độ khác. Tuy nhiên là chúng ta chỉ cần là làm quen nhanh một số các cái chế độ như thế này thôi, và sau đó thì các bạn có thể là nhấp OK để các bạn mở cái tài liệu ra. Thế bây giờ khi mà chúng ta mở tài liệu ra thì đây, một cái tài liệu trắng. Với cái tài liệu trắng này thì chúng ta có thể là tô vẽ chẳng hạn, hoặc là chúng ta sẽ làm các thao tác khác, cắt ghép thêm vào đây, vân vân. Sẽ có rất là nhiều các thao tác mà chúng ta có thể là thực hiện ở trong này. Và sau khi mà làm xong được các cái thao tác cơ bản ở trong này thì chúng ta sẽ vào file save để chúng ta lưu cái tài liệu này. Mở ra một cái folder mới hoặc là một cái folder nào đó mà các bạn muốn cất. Sau đó thì các bạn sẽ điền tên vào đây. Đấy. Thế còn định dạng thì các bạn sẽ thấy là mặc định nó sẽ để cho chúng ta ở cái chế độ là Photoshop, và chúng ta sẽ thấy cái đuôi của nó là có định dạng là PSD. Đấy là định dạng chuẩn của Photoshop. Tất nhiên là các bạn có thể lưu dưới rất nhiều định dạng khác, và mỗi cái định dạng này thì nó lại hỗ trợ, nó sẽ tốt cho một cái mục tiêu cụ thể. Tuy nhiên là mặc định của chương trình gần như nếu như mà tài liệu mới lưu bao giờ nó cũng để sẵn cho chúng ta ở chế độ Photoshop với cái đuôi là .psd, có nhiều layer để chúng ta có thể là dễ dàng chỉnh sửa.
Sau đó thì các bạn chỉ cần là lưu save thì nó sẽ lưu cái tài liệu cho chúng ta. Sau đó thì chúng ta có thể đóng lại và làm việc khác. Thế thì đấy là thao tác tạo ra một cái tài liệu mới với các thiết lập hợp lý, và sau đó thì chúng ta làm xong cái thao tác cần thiết thì chúng ta có thể lưu nó lại. Phần tiếp theo thì là mở một cái tài liệu đang có ở trong máy ra. Thì nếu như các bạn đang ở chế độ Start như thế này chẳng hạn, thì nó đã trình bày cho các bạn một số cái tài liệu gần nhất đã mở. Nếu mà các bạn có nhu cầu mở một tài liệu nào đó thì chỉ việc quan sát ở trên này, tìm đúng cái tài liệu mà chúng ta cần, sau đó thì kích chuột vào và mở ra thôi. Rất là đơn giản, một thao tác gọn gàng, bấm vào cái này là xong. Thế còn trong trường hợp mà các bạn chọn là Open thì các bạn có thể là chọn Ctrl O hoặc là bấm vào nút Open ở đây, nó sẽ mở cái thư mục mà gần nhất mà các bạn vừa mới làm việc ra để cho các bạn tìm tài liệu các bạn mở ra ở trong đó. Hoặc nếu như các bạn để ở cái chế độ là chế độ Essential chẳng hạn, thì các bạn có thể có một cái thao tác như thế này nữa, đó là các bạn nhấp nút chuột đây này, quan sát vùng trống màu xám xám ở đây hoặc là khu giữa này đây, các bạn chỉ việc là nhấp nút chuột vào bất cứ chỗ nào, nó sẽ thay cho cái lệnh Ctrl O vừa rồi và nó sẽ mở cái điện thoại ra để cho chúng ta có thể là mở tài liệu mà chúng ta cần. Thế thì sau khi mà cái hộp thoại mở ra, các bạn có thể chọn bất kỳ một cái ảnh nào các bạn muốn, hoặc là nhấp nút của ảnh, hoặc là chọn ảnh, sau đó nhấn vào Open thì cái tài liệu sẽ được mở ra. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành làm các thao tác tô màu, chọn lượng, cắt, cúp, v.v. Thì đấy là những cái thao tác đầu tiên. Thế còn về giao diện làm việc, môi trường làm việc v.v. thì tôi cũng nói thêm luôn, ví dụ như thế này. Ở đây thì các bạn có một cái lệnh, ví dụ như là các bạn nhấn Tab chẳng hạn. Khi các bạn nhấn Tab thì các bạn sẽ giấu hết tất cả các cái hộp công cụ cũng như là các cái panel đi. Nó sẽ giúp cho chúng ta có được một cái môi trường làm việc rất là rộng, với điều kiện là chúng ta là người làm việc bắt đầu thuần thục rồi, thuộc được các cái phím tắt để gọi các panel cũng như là các công cụ, muốn cho nó hiện lại nhấn Tab một lần nữa thì là nó sẽ hiện lên. Thế còn cái môi trường làm việc ở đây thì các bạn có thêm một cái môi trường như thế này, trên Screen Mode. Ở đây chúng ta có 3 cái chế độ, bấm giữ vào cái biểu tượng này thì chúng ta sẽ có 3 chế độ, có tên lần lượt là Standard, đây chính là cái môi trường mà chúng ta đang làm đây, Full Screen Mode with Menu Bar và Full Screen Mode. Thế thì các bạn có thể sổ danh sách này ra và chọn bấm vào cái mà mình cần, hoặc không thì các bạn sử dụng phím tắt là phím F trên bàn phím. Khi các bạn nhấn một lần thì nó chuyển sang cái chế độ thứ hai, nhấn lần nữa chuyển sang chế độ thứ ba, nhấn lần nữa lại quay chế độ ban đầu. Như vậy là chúng ta có một cái môi trường làm việc đầy đủ này, một môi trường bắt đầu thu gọn bớt tất cả những thứ không cần thiết đi nhưng vẫn giữ lại hộp công cụ và cái hệ thống panel bên này, rồi thành Standard và Menu, còn cuối cùng Full Screen thì nó giấu toàn bộ, giấu sạch sẽ, chỉ còn để lại cái ảnh mà chúng ta đang làm việc thôi. Thao tác rất nhanh, nhấn F và nó sẽ quay vòng các cái môi trường làm việc cho chúng ta. Đấy. Và một vài cái thao tác nữa mà chúng ta cũng cần phải nắm được. Ví dụ như là trong cái quá trình làm việc, chúng ta sẽ cần phải phóng lớn hoặc thu nhỏ một cái khu vực ảnh ở đó để mà chúng ta quan sát, chúng ta xem. Thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Ở đây chúng ta có cách làm bằng công cụ, cách làm hỗ trợ bằng các phím tắt. Ví dụ như công cụ thì mặc định chúng ta sẽ có công cụ Zoom là công cụ hình chính lúc đây. Bấm vào nó thì chúng ta sẽ gọi công cụ Zoom, và lúc này các bạn nhìn thấy trỏ chuột nó chuyển đổi sang thành cái biểu tượng kính lúp. Và có hai cách để mà các bạn thao tác. Một là các bạn kích chuột thẳng vào cái khu vực mà các bạn muốn quan sát, thì cái khu vực đó sẽ được coi như là khu vực tâm phóng và nó sẽ phóng lớn gấp đôi cái trường nhìn của chúng ta. Trường hợp thứ hai là chúng ta sẽ nhấp chuột và giữ, sau đó thì kéo. Thế thì các bạn sẽ thấy rằng là khi chúng ta kéo thì nó sẽ phóng lớn cái bức hình của chúng ta ra.
Thực ra thì ở các phiên bản gần đây nó đang tạo ra cho chúng ta một vài cái chế độ làm việc khác nhau, và chúng ta có để cái chế độ đó nó hoạt động hay không. Đấy là chế độ hỗ trợ, nó gọi là Scroll Resume, hoặc là chế độ Animate là Zoom. Thì các bạn sẽ thấy rằng là ở trên thanh option này thì các bạn thấy có một cái chế độ Scroll Resume đây, đánh dấu vào đây. Thì khi mà tôi kéo chuột một cái thì nó sẽ hỗ trợ luôn theo cái hướng kéo chuột để thu hồi phóng. Nếu mà kéo lui về phía chúng ta thì là phóng lớn, còn nếu mà đẩy về phía trước thì là thu nhỏ lại. Đấy, nó mô phỏng cái sự là kéo gần lại mình hay là đẩy ra xa. Nhưng mà đây là một cái cách mà phóng tương đối là nhanh. Đấy, một cách phóng tương đối là nhanh. Tuy nhiên là với cái kinh nghiệm bản thân thì tôi không thích cái cách này. Cách này rất là nhanh nhưng mà nó lại không giúp chúng ta là làm việc nó chuẩn theo ý mình ngay. Đấy, rất nhanh nhưng mà thường thường là sẽ phải đẩy đi để lại rất nhiều nó mới quy được ra đúng cái chỗ mà chúng ta cần quan sát. Thường thì tôi tắt cái chế độ này, tôi không để cái chế độ này, mà tôi thích cái chế độ gốc, tức là như thế này. Các bạn muốn xem ở cái trường nào thì chúng ta sẽ nhấp chuột và giữ và kéo để tạo ra một khu vực như thế này, và buông chuột ra thì nó sẽ phóng lớn cái khu vực mà chúng ta vừa mới vẽ ra, phóng lớn lên toàn bộ màn hình. Đây, các bạn quan sát lại nhé. Tôi muốn quan sát kỹ một cái khu vực nào đó, tôi sẽ đưa chuột vào cái gần khu vực đó, sau đó thì nhấp giữ chuột và kéo. Đấy, thì nó sẽ vẽ ra một cái khu vực và phóng lớn đúng cái khu vực mà chúng ta phóng muốn 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 quan sát lên. Mặc dù là Scroll Zoom tôi tắt rồi nhưng mà nó vẫn còn hỗ trợ một cái như thế này. Các bạn quan sát luôn, tôi sẽ giới thiệu những cái cách mà chúng ta thiết lập. Để mà thiết lập mà cho nó cá nhân hóa cái cách làm việc và môi trường làm việc thì các bạn có thể vào trong menu Edit tìm tới phần Preference này, hoặc là các bạn có thể nhấn lệnh Ctrl K để gọi cái bảng lệnh General. Khi bảng lệnh này mở ra thì nó sẽ giúp chúng ta thiết lập một số các cái thông số và cái cung cách làm việc làm sao cho phù hợp nhất với lại cái thói quen và cái sở thích của mình. Thì ở đây các bạn sẽ tìm một số các cái tùy chọn. Đây, chúng ta tìm vào các cái chế độ này, đây, vào tool nhé. Các bạn tìm vào tool là cái thứ tư trong danh sách từ bên trên xuống bên trái cột trái, và các bạn sẽ nhìn thấy có một số các cái tùy chọn ở đây. Ví dụ như là nó đang đánh dấu cho các bạn, đây là Animate Zoom, chính là cái hỗ trợ vừa rồi, nó hơi gần giống như là Scroll Zoom. Tức là khi mà chúng ta bấm chọn cái này thì nó sẽ giúp chúng ta là kéo một chút là bắt đầu là nó di nó phóng luôn. Nhưng mà cái này thì cũng không khác mấy với thằng Scroll Zoom. Chúng ta sẽ bỏ cái này đi nếu như mà các bạn cảm thấy không thích. Thích cái nào thì các bạn đánh dấu cái đấy, hoặc là Zoom with Scroll. Đây, nếu tôi đánh dấu cái này thì có cái gì, tôi lăn bi chuột về phía trước thì nó phóng, tôi lăn bi về phía tôi thì nó thu, ví dụ như thế. Không cần phải gọi đến công cụ zoom mà chỉ cần lăn bi chuột thôi, thì đấy lại là một cách zoom khác. Và tắt hết những thứ đó đi thì chúng ta sẽ có hai cách thôi, một là kích chuột vào cái khu vực mà chúng ta cần. Đấy, thì nó sẽ lấy cái điểm mà chúng ta nhấp chuột làm tâm phóng. Hai là đây, nhấp giữ và vẽ lên một khu vực, bao lấy cái nào, chỗ nào thì cái chỗ đó nó sẽ được phóng to lên, kín màn hình cho chúng ta quan sát. Thế còn zoom trừ thì sao? Zoom trừ thì các bạn có thể là bấm vào đây thì nó chuyển sang công cụ zoom trừ, và khi các bạn nhấp chuột thì nó sẽ thu nhỏ lại, hoặc nếu mà không chuyển thì các bạn nhấn thêm phím Alt ở trên bàn phím thì cái công cụ này nó sẽ cũng biến đổi thành công cụ zoom trừ. Hoặc có một vài cách khác nữa như sau: các bạn có thể sử dụng phím tắt Ctrl cộng để phóng lớn, Ctrl trừ để thu nhỏ,
cái này thì nó không có tâm nhé, nó không có tâm phóng, nó cứ thế là hiện trạng ở đâu thì nó cứ phóng gấp đôi lên đến đó, hoặc là thu nhỏ lại còn một nửa. Và một cách khác nữa, thực ra thì đây mới là cái cách mà chúng ta dùng rất là nhiều. Dân thiết kế thì hay dùng cái này, đó là phím Ctrl cộng với lại phím cách. Khi mà tôi nhấn như thế này thì nó sẽ chuyển đổi cho tôi tạm thời sang thành công cụ zoom, và bằng cách này tôi có thể phóng nhanh một khu vực nào đó lên xem. Sau khi làm xong thì tôi chỉ cần nhả phím cách và phím Ctrl ra thì nó lại quay trở về công cụ mà chúng ta đang sử dụng. Cách này thì được ưa chuộng hơn, vì sao? Khi mà tôi cần phóng to lên thì thường là tôi đang làm cái gì đó và đang sử dụng một công cụ rồi. Nếu bình thường ra tôi đang sử dụng một cái bút chẳng hạn, hay là một cái gì đó tôi làm việc, mà đến lúc mà tôi lại chuyển sang công cụ zoom, thì đến lúc zoom xong lớn lên thì tôi lại phải làm một thao tác quay trở về công cụ cũ, thì nó sẽ mất rất nhiều thời gian chuyển qua chuyển lại giữa các công cụ. Cho nên là cái công cụ được hoán chuyển một cách tạm thời như thế này là một cái cách làm việc được mọi người ưa chuộng, vì nó không phải chuyển qua chuyển lại các công cụ nữa, mà chỉ đơn giản là thao tác xong chúng ta nhả phím ra một cái là nó trả cho chúng ta về cái công cụ đang sử dụng thôi. Đấy, Ctrl và phím cách. Đấy, các bạn nhớ nhé. Thế và nếu mà muốn thu nhỏ lại thì Ctrl phím cách cộng thêm phím A thì nó sẽ thành ra là trừ. Thế ngoài ra còn có thêm một vài cái tham số nữa như sau. Ctrl 0 thì bất kể đang là một cái ảnh nhỏ như thế này, Ctrl 0 thì nó sẽ phóng ra lớn đầy màn hình như thế này. Hoặc nếu mà lớn nữa, đúng không? Tôi đang có một cái thao tác thu phóng rất là lớn như thế này, bây giờ tôi muốn xem tổng thể, Ctrl 0 thì nó là quay trở về tổng thể như thế này. Còn Ctrl An 0 thì tương đương với là kích thước thật của bức ảnh. Cái này chúng ta có thể gọi theo hai cách. Một là các bạn nhấn phím tắt là Ctrl An 0 ở trên bàn phím. Hai là các bạn nhấp đúp vào cái công cụ zoom này thì nó cũng là gọi cái chế độ là full size. Ok, và như vậy là chúng ta đã làm quen được với lại một cái công cụ rất hay sử dụng trong cái quá trình làm việc, đó là thu phóng để mà quan sát các vùng khác nhau trên bức ảnh. Tuy nhiên cái này thì nó lại kèm thêm một công cụ nữa. To thì sao? To thì quan sát dễ, nhưng mà nó lại có một cái vấn đề là nó bị khuất một vài chỗ, đúng không ạ? Ví dụ tôi không nhìn thấy từ cái mũi này đổ lên, và như vậy thì nó lại có một công cụ, nó gọi là công cụ hand hay công cụ pan, nó sẽ giúp chúng ta là di chuyển dịch cái trường nhìn để cho chúng ta có thể tìm xem những cái khu vực mà đang bị khuất lấp. Và đây là công cụ chính thống, tuy nhiên cũng giống như là công cụ zoom thì người làm thiết kế lâu năm thì người ta cũng không ai dùng thế này, tại vì là cũng giống như zoom, tôi đã dịch ra là để tôi làm việc tiếp ở một khu vực khác, và cái cách làm như thế này thì nó sẽ rất khó chịu. Vì sao? Tôi lại phải chuyển sang công cụ, người ta lại quay trở về công cụ cũ, và thường thì người ta vẫn giữ công cụ đang sử dụng, sau đó thì người ta nhấn phím cách không thôi. Đấy, khi mà nhấn giữ phím cách thì nó tạm thời nó chuyển sang công cụ dịch chuyển như thế này, và chuyển xong thì tôi nhả phím cách ra thì nó lại quay trở lại cái công cụ đang dùng, chúng ta không phải chuyển đi chuyển lại nữa. Thì đấy là cái thao tác mà chúng ta cần phải nắm được trong cái quá trình làm việc, nó sẽ giúp chúng ta thao tác nhanh hơn, đỡ tốn công hơn và tiện lợi hơn rất là nhiều trong cái quá trình làm việc. Thế và như vậy là chúng ta vừa mới giới thiệu nhanh một vài cái thao tác rất là cơ bản và công cụ rất là cơ bản để mà chúng ta làm quen với lại môi trường làm việc.